Xin chào quý chị nhà đầu tư, chào mừng anh chị đến với kênh Ichimoku Startup. Mình là Bá Quyền. Quyền hiện tại thì đang làm môi giới công ty chứng khoán VPBF và là thành viên tổ tín hiệu của team Ichimoku Startup. Vâng, thì kết phiên ngày hôm nay thì thị trường đang cho một cái biên độ giảm tương đối là mạnh. Đâu đó thì có một cái nến bao phủ hoàn toàn so với 5 phiên trước. Và thì ngày hôm nay thì Quyền nên nhận định về đâu đó top những cái mã cổ phiếu mà biến động mạnh ngày nay, đâu đó thì có cổ phiếu Zig, Novaland, HAG, HPG, SHF, VND, Đất Xanh, HLG, SI, VBank. Thì Quyền sẽ nhận định về 10 mã cổ phiếu này để anh chị em có những cái kịch bản mua bán trong thời gian tới ra sao em nhé. Thì đặc biệt thì trước khi đến với nhận định về 10 mã cổ phiếu này, thì anh chị em thì đang xem Neverchim thì cho Quyền một cái nút like, cũng như là anh chị em mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh đó, theo dõi anh em trong thời gian tới để có những cái đón nhận những cái kịp thời về thị trường anh em nhé. Cũng như là Quyền có gửi những cái đường link để tham gia vào Zoom mở phía dưới, đâu đó anh chị em có thể tham gia vào đó. Zoom hoàn toàn free, Zoom cộng đồng. Ngoài ra thì còn có những cái Zoom mà tín hiệu VIP của Quyền, rồi là Zoom tín hiệu VIP của team, thì Quyền có để những cái đường link bên dưới để anh chị em có thể join vào cái đường link để anh em đăng ký anh em nhé. Ok anh em, thì rất vui được đồng hành cùng anh em trong thời gian tới, welcome anh em. Thì đầu tiên thì đối với cổ phiếu Zig ngày hôm nay thì đâu đó hiện tại này Zig đang âm 1,3 điểm đó, tương đương là âm 5,8% và khối lượng đâu đó là 48.143.000 cổ phiếu, đúng không ạ? Rất là cao, kinh khủng. Thì đầu tiên đối với cổ phiếu Zig thì về cơ bản thì Zig thì suy xét cho cái về mặt là chung, cho cái về mặt ngắn và dài hạn thì cơ bản nó vẫn đang là một cái xu hướng tăng, vẫn đang là một cái xu hướng tăng. Và trong dài hạn thì đối với cổ phiếu Zig thì nó đang mất cái sự cân bằng ở trong dài hạn rất là lớn, là cái vùng ở đâu đó là 52.6 là cái vùng giá mà nhà đầu tư dài hạn đang nắm giữ, rất là vùng giá này rất là nhiều. Thế nên là trong dài hạn tương lai thì có khả năng nó sẽ hồi phục về lại những cái vùng cân bằng trong nhịp này. Đối với Zig, Zig nhịp này chỉnh nó là cái cơ hội để anh em có thể tham gia. Thì nếu mà Zig thì chú ý, nếu mà trong dài hạn nhé thì có khả năng chỉnh thì đâu đó đang quanh cái vùng 16, nếu mà chỉnh trong dài hạn, đúng không ạ? Nếu nó chỉnh trong dài hạn thì anh em quanh cái vùng giá 16.5 là cái vùng kia can can đây này đó. Trong thời gian tới thì khả năng sẽ chỉnh về đây. Còn mục tiêu để trong dài hạn thì đối với cổ phiếu Zig thì nó sẽ hướng về cái vùng phía trên này, đâu đó xấp xỉ vùng 54. Trong dài hạn Quyền đánh giá nó sẽ là cái sự tích cực, nó sẽ trở lại những vùng cân bằng ở trong dài hạn rất là cao. Thế nên đối với vị thế mà anh chị em mà mua được những vùng đáy này, đúng không ạ, thì về cơ bản thì tương đối là rất là tốt, phần thưởng của anh chị em rất là lớn. Nếu mà vì cổ phiếu Zig mà nó hồi phục về lại những vùng cân bằng vào 54 thì đây là những cái biên lợi nhuận của anh em rất là cao đó. Và cái nhịp này nó hồi phục lại cũng là cái cơ hội để điều chỉnh lại, cũng là cái cơ hội để anh em tham gia lại đối với cổ phiếu Zig. Thế thì Zig đối với cái vị thế về mặt trung hạn thì hiện tại thì nó đang chui vào mây, thì nó không rõ ràng xu hướng trong nhịp này. Đối với cổ phiếu Zig nó đang rơi vào một cái trạng thái gọi là rung lắc và đối với cổ phiếu Zig thì nó ở trong trung hạn thì hiện tại thì cái sự mà tăng giảm nó rất là thất thường đó. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta cũng có thể sẽ nhìn nhận được là cái chiều tăng hay cái chiều giảm đối với cổ phiếu Zig nó sẽ dựa vào cái sự cân bằng ở trong cái trung hạn, là cái vùng cân bằng đối với cổ phiếu Zig nó nằm ở cái vùng giá 17 đó, và trong dài hạn có vùng hỗ trợ là đâu đó 16.5. thế thì ở trong trung và dài hạn có khả năng là sẽ nguy cơ mà điều chỉnh về lại những cái vùng 16.5 đến 17. Tuy nhiên thì đâu đó mình đang có những cái sự hỗ trợ của cái vùng ten can của cái nhịp này đối với cổ phiếu Zig là xấp xỉ cái vùng giá 20.7 đối với cổ phiếu Zig, thì mình có thể chú ý quan sát cái nhịp này, có thể nó sẽ là loanh quanh vì các bạn là nó đang nằm trên cái vùng ten can và cái zone, có thể nó sẽ là cứ bám theo cái ten can này đi lên, không loại trừ khả năng, nhưng mà đi lên thì nó rất là yếu tại vì đây nó đang mất cái sự cân bằng ở trong trung hạn đó. Thế nên là đối với cổ phiếu Zig thì nếu có tăng thì tăng rất là yếu, đúng không? Điều chỉnh thì có một cái vùng hỗ trợ nữa, vùng 20.7. Nếu mà 20.7 thì khả năng nó sẽ test về cái vùng Kijun, nó quanh 16.5 đến 17 rất là cao. Thật ra thì nếu mà điều chỉnh về này nó là cái cơ hội
cho anh chị em để tham gia, chúng ta tìm kiếm một cái vùng mua mới thuận lợi trong ngắn hạn cũng như trong trung hạn để target chúng ta đánh về trong dài hạn, đâu đó lên cái vùng giá xấp xỉ 54, đúng không ạ? Cơ hội rất là lớn anh em nhé, nếu có chỉnh. Tuy nhiên thì nó hơi rủi ro một chút về đối với cái vị thế mà anh chị em mà đang nắm giữ ở trong cái về mặt ngắn hạn. Thì ngắn hạn thì đâu đó phiên ngày hôm nay là phiên mà nó mất cái vùng hỗ trợ của Kijun, đập nó là vùng mất vùng 21.5. Thế nên nó sẽ có nguy cơ mà test về lại những cái vùng đáy ở trong cái nhịp chỉnh trước đó này. Đó, cũng như là khả năng nó sẽ test về cái vùng mây này. Đó, test vùng mây loanh quanh cái vùng giá 20. Đó. Trước mắt thì có thể nó sẽ test về cái vùng giá 20 sau đó bật lên. Đó, có thể nó sẽ về cái vùng giá 20 này. Chạm vào mây có thể sau đó tiếp tục bật lên hoặc nó có thể xuyên mây đi qua thì tùy theo, nhưng mà mây này thì về cơ bản thì anh em cũng chú ý một chút, mây nó hơi dày. Đó, nếu mà xuyên mây này, lúc mà xuyên mây nhé, ví dụ mà xuyên mây ấy, thì ở đoạn này nó có mất có cái dao găm nó gãy này. Đó, nếu mà xuyên mây đúng không ạ, thì khả năng nó xuyên luôn cả dao găm này mà điều chỉnh về đây rất là cao. Đó, cái mây này là cái mây mà đánh giá là quyền đánh giá nó tương đối là to đấy, khả năng hỗ trợ tốt đấy. Đó, cũng như trùng với cái đáy của nhịp chỉnh trước đó này, khả năng cơ hội phục lên. Đó, tuy nhiên thì mình vẫn phải cần quan sát trong nhịp này đối với cổ phiếu ZIC. Đó, đúng không ạ? Quan sát cái nhịp này đối với cổ phiếu ZIC em nhá. Tạm thời thì có thể quan sát cái vùng giá xấp chỉ 20, quan sát thôi. Khi nào bắt được quyền sẽ thông báo anh em bắt được nhé. Thế còn cái vị thế trước đó thì anh em mình quyền đã chia sẻ với anh em rồi ở trong cái nhịp này, đúng không ạ? Là cổ phiếu ZIC thì về cơ bản nó anh em nó tăng cho những cái biên độ mà tăng rất là yếu trong nhịp này, dường như là cái được cầu nó bị suy yếu và cái nguồn cung nó tiết ra nó mạnh. Và đặc biệt là trong 3 phiên vừa qua, đặc biệt là phiên ngày hôm qua là cái phiên mà anh em đâu đó khả năng là phải hạ bớt tỷ trọng xuống rồi. Về cơ bản thì quyền cũng đã cảnh báo anh em rồi, ra giả trong cái nhịp vừa qua rồi, vài phiên trước rồi, đúng không ạ? Đó là luôn luôn là khả năng nó sẽ bị điều chỉnh rất là cao. Đó. Và đặc biệt đây này, đó đối với cổ phiếu ZIC thì nó mất cái kênh giá tăng của anh em này. Nó khả năng là bị mất cái kênh giá tăng đoạn này rồi, thì mất cái vùng giá này, mất cái kênh giá này không thì chúng ta phải chờ định xác nhận xa. À, có thể là sẽ là cái xác nhận nữa và phiên ngày mai, nhưng mà nó cho một cái biên độ giảm mạnh như này thì khả năng gãy kênh giá tăng này rất là cao. Thế chính vì vậy thì trong cái nhịp mà anh em mà tham gia ở cái khu vực loanh quanh cái vùng giá 23 đến cái vùng giá 23.5 này thì đâu đó thì trước mắt chúng ta canh hồi phục để bán, hồi để bán thuận lợi trong ngắn hạn, anh em giữ tiền mặt chờ những cái cơ hội mới để anh em tham gia, đúng không? Đó, hồi để bán anh em, hồi để bán có thể là test lại cái thường thường nó mất cái kênh giá này, khả năng nó sẽ có nhịp test lại rất là cao đối cổ phiếu ZIC. Đó, anh em chú ý nhé, trước đó mình đã nói anh em đoạn này rồi là chúng ta phải thận trọng thôi, vì cái động lực, cái lực tăng của nó rất là yếu, đúng không ạ? Ra giả với anh em rồi, không phải là ấy đâu, đúng không ạ? Họ phân tích của anh em kỹ, rất là kỹ đối với cổ phiếu ZIC này rồi. Đó, rồi tiếp theo là đến với cổ phiếu Novaland. Novaland thì hiện tại là đóng cửa giá 15 và âm 0,6 điểm, tương đương với 3,8%, và giá trị thanh khoản đâu đó là 39.219.600 cổ phiếu được khớp lệnh trong phiên ngày hôm nay, cho một cái biến động cũng tương đối là cao, đúng không ạ? Đối với Novaland. Tuy nhiên thì Novaland và về cái vùng giá 15 thì trước đó, đúng không ạ, Quyền cũng đã chia sẻ với anh em ở trong cái nhịp trước rồi, thì Novaland chúng ta có thể quan sát giải ngân ở những cái vùng giá là 14 đến 14.5. Đó là những vùng giá mà hỗ trợ cho đối với Novaland là cái kịch bản ở trong cái ngắn hạn rất là cao. Ngắn hạn rất là cao. Đây thì cái vùng giá này thì Quyền đã chia sẻ với anh em, đúng không ạ? Chúng ta lên tham gia những vùng khu vực này và chờ đợi, nếu nó có cái thật sự là cái dòng tiền mạnh mà nó vượt qua vùng 16 thì mình hãy tham gia. Còn những sự lơ lửng như này thì anh em nói chung là chúng ta phải đứng ngoài. Một là loanh quanh những vùng hỗ trợ này. Hai, đối với Novaland đoạn này chờ vượt đỉnh 16 thì anh em tham gia. Còn không thì lơ lửng đoạn này, đúng không ạ? Là những cái nhịp mà mình không nên tham gia. Đúng không ạ? Không nên tham gia đối với Novaland. À, thế thì Novaland thì đâu đó nếu có chỉnh thì Quyền đang nhìn thấy nó cái vùng giá 14.2, 14.3, đúng không? 14.2 em nhé. Nó cái vùng giá hỗ trợ rất là lý tưởng cho với cổ phiếu Novaland. Có thể là Novaland nó sẽ đi theo một cái biên độ như này. Nó vẫn đang tích lũy mà. Có khả năng là nó sẽ đi theo một cái biên độ này này. Đó, anh em chú ý này. Đó, nếu mà có điều chỉnh vào đây thì nó là cái cơ hội cho anh em điều chỉnh về cái đáy này khoảng sắp xỉ 14 này. Đó, 14 này. Thật ra thì đối với Novaland thì Quyền đang rất là kỳ vọng cho cái vị thế về mặt trung và dài hạn. Đúng không ạ? Trung dài hạn. Nếu như ngày mai mà có đạt được cái về vùng 14 này là cái cơ hội để anh em chú ý giải ngân. Đúng không ạ? Tại vì sao? Tại vì Novaland tháng 7 đây này anh em ơi, nó đang xuất hiện một cái khách sạn chuẩn bị rồi. Đúng không ạ? Cái cơ hội mà nó hồi phục về vùng 48 này cao lắm.
đâu đó cái biên lợi nhuận, đúng không ạ? Nếu trong vòng 8 tháng tới là 200, nếu mà về được cái vùng giá này trong vòng 8 tháng tới thì cái biên lợi nhuận của nó là 256%. Nếu tính từ cái đúng không ạ? Từ 13.6 gọi sắp thì 14 đi. Gọi 14 đi anh em. Đó, phần thưởng của mình là rơi vào 242%, 40%. Có thể đúng không ạ? Trong vòng 8 tháng tới, 1 này, 2 3 4 này, 5 6 7 8 tháng tới này, cái vùng cân bằng của một cái pha chỉnh trong dài hạn trước đó chiết khấu rất là sâu như này, cái cơ hội rất là cao. Thậm chí nó có khả năng nó cơ hội lên cái vùng giá trên này nữa, là vùng 52 nữa, đúng không ạ? 52 và lên cái vùng giá này bên trên là trong tương lai. Trong tương lai thì đối với cổ phiếu Novaland nó sẽ là cái vùng đám mây rất là mỏng đoạn này. Cơ hội nó xuyên qua cực kỳ là cao. Cực kỳ là cao. Thế nên đối với Novaland đoạn này thật sự là nếu là nó mà điều chỉnh trong ngắn hạn ấy, cứ loanh quanh cái vùng giá 14 đến 14.5. Khoảng tầm đặt 14 đến 14.5 là anh em chú ý quan sát giải ngân, có thể về những đường M20 bật lên này và có thể là test về vùng đáy này, nó rơi vào những cái trạng thái có thể là sẽ đi đó, đi theo những kịch bản như này chẳng hạn đây này. Đúng không? Có thể là sẽ đi theo những kịch bản như này. Không biết nào được, nó đang cái nhịp này thì đây là cái cơ hội anh em giải ngân, quánh một cái cú vách những vùng 16. 16 nó là nếu nó vách được thì đó là cái cơ hội để anh em gia tăng tỷ trọng. Nên là Quyền cứ nói phải là phải tầm vách qua 16 anh em mới xác định chơi gia tăng tỷ trọng. Đúng không? Còn lơ lửng đoạn này thì anh em cứ bình tĩnh thôi. Đúng không? Có thể là nó sẽ vượt vách lên anh em có thể mua đuổi cũng được. Đúng không? Mua đuổi. Nếu hoặc là anh em chắc ăn hơn, ví dụ như là nó có một cái pha test này, vật vách này, sau đó một cái pha test lại này. Test lại cái đỉnh cũ này, sau đó bật tăng. Thì xác định nếu anh em xác định chơi chắc ăn thì mình có thể nó chờ nó vượt qua cái một là test lại cái đỉnh này mà có dấu hiệu là có dấu hiệu mà bật tăng thì anh em chơi, còn không thì chúng ta có thể là canh vượt qua vùng đỉnh này anh em chơi tiếp chắc ăn, nếu mà anh em mà nhà đầu tư chắc ăn đó, nếu đầu tư chắc ăn anh em nhé. Thì đối với Novaland thì về cơ bản thì nó vẫn là tích cực thôi đó, cơ hội thì cũng tương đối là sáng ở trong cái tháng 7 này đấy. Hy vọng là cái bắt đầu tháng 7 là cái mà nó mở ra cái khách sạn nó, trừ khi nó phá đáy thì chịu thôi, phá đáy còn hot tận 10 thì bao nhiêu này, đáy còn hot tận 9.7, 9.8 cơ, để mà phá đáy luôn thì hơi khó luôn anh em. Thế nên cái tháng 7 là tháng rất là quan trọng đối với Novaland. Hy vọng nó trong vòng ngày mốt ngày mai nó điều chỉnh về vùng giá 14 đến 14.5, anh em quan sát với Novaland nhé. Ok, đối với Novaland này đúng không ạ, nó trung tuần tích lũy rất đẹp đấy. Và đặc biệt thì nói chung là Novaland thì anh em mà xác định mà đồng hành cùng doanh nghiệp khó khăn trong giai đoạn này ấy, thì phần thưởng của anh em rất là lớn. Cái xác định chúng ta đánh cái nhịp mà dài hạn luôn đối với Novaland, đặc biệt là anh chị em mà bắt được cái đáy vùng giá 9.8 luôn đó, 9.8, 8.10 rồi đó, ví dụ vùng giá này thì nó thật sự là anh em xác định luôn cầm dài hạn luôn cho mình. Nếu anh em bắt được vùng giá này anh em cứ cầm dài hạn cho mình, hoặc là có thể là anh em bắt được vùng giá này anh em cứ cũng cầm cho em mình dài hạn được, khi nào điều chỉnh bất cái vùng giá này xác định cuộc chơi lớn. Nếu xác định cuộc chơi lớn đúng không ạ, bắt những vùng giá này em xác định cuộc chơi lớn cho Quyền, con này rất là tốt đấy, Quyền đánh giá rất là tốt đối với Novaland anh em nhé. Ok anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Anh em đang xem thì nhớ like cho Quyền một like nhé, thả cho Quyền những quả tim ở dưới sự top chat, và đặc biệt thì anh chị em chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nhé, cũng như là Quyền có gửi những đường link để tham gia vào những cái zoom mở phía dưới hoàn toàn free, hỗ trợ cho anh em hỏi đáp cổ phiếu hàng ngày ngoài những cái luồng livestream này ra, rồi những cái zoom tín hiệu VIP và những cái đường link để đăng ký anh em tham gia đó em nhé, thì đâu đó để anh em tham gia. Và đặc biệt hơn thì giai đoạn vừa qua đúng không ạ, Quyền cũng đã ra giả để chia sẻ với anh em, cảnh báo anh em về những cái mã cổ phiếu mà nó đột biến như này, nó đã đột biến như này, và cảnh báo anh em là hạn chế mua mới, cũng tuyệt đối là không mua mới đúng không ạ. Đó, trong 2-3 phiên qua thì Quyền đã cảnh báo anh em rồi là không nên mua mới, có hàng chúng ta tiếp tục nắm giữ và chú ý quan sát mất những cái vùng mà Quyền đã chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay đúng không ạ. Thì anh em hạ bớt tỷ trọng thì đâu đó anh em mà có lãi thì có thể donate cho Quyền cà phê đó, Quyền có gửi những đường gửi cái QR code chấp nháy ở dưới màn hình đó, thì anh chị em có thể donate cho Quyền một tách cà phê để tạo ra những cái động lực hưng phấn để sau này chia sẻ cho anh em nó nhiều những cái video hữu ích hơn, và cũng như là có những cái có những cái cơ hội nó tốt Quyền sẽ giới thiệu cho anh chị. Và đặc biệt thì trong sáng ngày hôm nay thì Quyền có nhận được ba kèo cà phê đúng không ạ, một kèo là 4 triệu và một kèo là 1 triệu và một kèo là 100.000, thì đâu đó thì cảm ơn anh chị rất là nhiều đó, cảm ơn anh chị rất là nhiều đó, thì đã donate cho Quyền một cách cà phê. Thật sự ngày hôm nay là ngày mà rất là hạnh phúc đối với Quyền đó, nhận khoảng hơn 5 triệu cái tiền cà phê, mà trong đó chỉ có 2 chị là donate cho Quyền thôi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thì đâu đó thì anh chị
tiếp tục mà chưa Rolex cà phê thì ủng hộ Quyền một tách cà phê anh chị nhá. Rồi tiếp theo đến với họ nhà hát đó. Nay có HAG này, HPG này, HRG này, HRG đơn phương độc mã, đúng không ạ? Cả thị trường chỉnh có 3 mã tăng trần, trong đó là đối với HRG. Và HRG là cái cổ phiếu mà trong Dô Quyền cho bắt từ phiên ngày hôm qua, cũng như là buổi sáng ngày hôm qua Quyền đã chia sẻ với anh em về đối bắt HRG là bắt ở vùng giá 3.9, đúng không ạ? Đó, thì tí nữa sẽ chúng ta chia sẻ nhau cái nhìn này. Thì HRG thì đóng cửa là 8.3 và tăng 0,35 điểm, tương đương 4,4%. Giá trị đâu đó là 38, khối lượng là 38.426.600 cổ phiếu được khớp lệnh cho cái phiên ngày hôm nay. Ok anh em, bình tĩnh thôi, mà thị trường thì không vấn đề gì đâu, cứ bình tĩnh thôi. Chưa cái chen, chưa sợ, đúng không ạ? Chỉnh cái cơ hội thôi, chỉnh cái cơ hội để anh em mua được cái vùng giá rẻ. Nhưng nó là cái rủi ro đối với cái vị thế mà anh chị em không thuận lợi. Vì đúng không ạ? Nếu anh chị em mà đã đón xem Quyền ở trong giai đoạn vừa qua, chúng ta đã tránh được những cái cú nó đạt mạnh như này. Anh em tham gia khoảng tầm 4-5 phiên vừa qua, biên lợi nhuận nó không cao, chỉ cần đạt một phiên thôi là chúng ta mất hết lợi nhuận, chứ không phải mất hết cái ấy của mình. Có thể anh em có thể sẽ âm nhẹ đó, âm nhẹ. Rồi tiếp theo đến với HAG. HAG hôm qua là nói chung là cũng có điểm mua đấy. HAG và HAR hôm qua nói chung là mấy cái mã này đều có điểm mua này, mới có điểm mua này đó. HAR thì khả năng nó vẫn còn tích lũy thêm, nhưng mà HAG là có điểm này. Và HRG đúng không? HRG cũng có điểm mua ngày hôm qua đấy. Đó, HRG điểm mua ngày hôm qua. Rồi, thì HAR đúng không ạ? Thì về cơ bản HAR đúng không nhỉ? H gì nhỉ? HRG. Rồi, HRG đúng không ạ? Đây, HAG đây, thì điểm mua của mình nó sẽ là cái phiên này này, nó sẽ nằm ở trên cái vùng giá 8 này, 8.1 đúng không ạ, 8.1 này, đó là cái vùng giá mua của mình đây này, đối với HAG này. Đâu nhỉ, hôm qua có chia sẻ với chị cái cổ phiếu HAG không nhỉ? Đây anh chị này. Đúng không? Chúng ta có HAG này, canh vượt 8 này. Đó. HAG này, canh vượt 8 này, Quyền đã chia sẻ với anh em này. Đúng không? Canh vượt 8 anh em mua này. Đó, buổi sáng ngày hôm qua đấy, anh em Quyền chia sẻ với anh em với HAG này. Đó. Trong đó có HAG này, canh vượt canh 3.9 này. Đó. Rất cụ thể cho anh em. Thì đây nó vượt qua vùng giá 8 phát luôn anh em. Tuyệt vời không? Nó cho một cái biên này anh em ngon thôi đúng không ạ? Đó, tuyệt vời, trung hạn tích lũy tốt này, khả năng bật lên cái vùng giá 10 này rất là cao này. Từ đây mà lên giá 10 thì ôi giời ơi anh chị. Đó. 25%, tuyệt vời không anh em? Đó. Anh em có hàng đối với HAG thì cứ nắm giữ nhá. Đó, cứ nắm giữ thôi. Thì đâu đó thì mua mới thì phiên ngày hôm nay thì mua được ok rồi. Đó, thì khả năng nó sẽ vượt qua được cái vùng kháng cự này thôi. Thì nếu anh em xác định chơi tiếp ý, thì có thể là chờ xem nó vượt qua vùng giá này cao hay không. Đó, khả năng sẽ vượt qua vùng giá này anh em nhé, với những cái động lực mà tăng như này thì khả năng nó sẽ là cái sự bứt phá rất là tốt. Vì đâu đó cái phiên ngày hôm nay này, cái phiên ngày hôm nay khả năng là cái phiên nó hấp thụ hết cái lượng cung tiết ra cái đoạn này này. Đó, thì khả năng là phiên mai tiếp tục bật tăng này, đối với HAG. Và tuy nhiên HAG thì phiên ngày hôm nay vẫn có cái lượng cung cũng rất mạnh, nên nó làm cho cái nhịp mà bị chỉnh trở lại một chút thì khả năng nó cũng bị chịu bởi cái áp lực của thị chung với thị trường nữa. Nhưng mà cơ bản là Quyền đánh giá nó tích cực nhá, thì khả năng nó vượt qua được cái vùng cản là 8.5, hướng về vùng giá 10 trong trung hạn rất là cao. À, tuy nhiên thì chúng ta còn vùng cản 9.3 nữa, đừng bỏ qua cản này nhá. 9.3 nữa thì trước mắt thì nó đây là khách sạn này, trong tháng là khách sạn này, thì trước mắt đầu tiên nó sẽ phải cần trở, nó đầu tiên nó sẽ trở về vùng lá này đã, đúng không ạ? Được 16% lá, sau đó đến vượt qua vùng giá này thì khả năng cái cơ hội sẽ lên đây anh em nhá, đối với HAG đó. HAG thì anh em có thể quan sát tiếp mục thôi. Nếu anh chị mà xác định chơi những cái phiên tiếp theo ấy, thì mình có thể giải ngân những cái vùng giá 8.15, cắt lỗ khoảng tầm 7.8, cắt lỗ 7.8, hoặc là nếu có thể chỉnh lại anh em đoạn này. Đó, nói chung con này nó vẫn là khả năng tích lũy ở trong ngắn hạn, nhưng mà cái cơ hội nó tăng, có những cái nhịp tăng như này anh em cứ phải tham gia thôi. Đó, không sợ gì đâu, con này mình đánh giá tích cực đấy. Thật ra có những cái sự phân tích riêng đối với cá nhân Quyền trong nhịp này.
Đó, 20 giờ nhé. Ok anh em, có hàng thì cứ nắm giữ thôi. Mua mới thì chờ chỉnh chỉnh cái giá đỏ tí đúng không ạ? Lăn quanh lại trở lại 8.1, 8.15 thì anh em có thể tham gia lại. Đó, chỉnh chỉnh tí, đúng không? Cắt lỗ biên, cắt lỗ khoảng tầm 7.8. Cái đáy này, anh em cắt lỗ cái đáy này. Đúng không? Lúc đó thì cắt lỗ xong. Thì anh em đấy, một chúng ta phải chơi xác định là lên cái vùng giá 9.3. Đó, 9.3 đi. Đó, kéo phát lên 9.3 cho nó sướng anh em. 9.2 đúng không? 9.3 trong dài hạn. Tất nhiên thì nếu mà cái cản trong dài hạn thì khả năng nó sẽ có những cái pha chỉnh chỉnh đúng không ạ? Lên tí chỉnh chỉnh thế đúng không ạ? Thì đây là mình chỉ là vẽ thôi. Thì mình anh em thấy không? Cái biên cắt lỗ của mình rất là thấp, đâu đó chỉ còn tầm 2,5% thôi. 2,5%. Đó. Cuộc chơi anh em thấy không? Đánh đổi đúng không? Chúng ta một là chúng ta 16%, hai chúng ta chỉ cắt khoảng 2,5%. Cuộc chơi tốt không? Quá tốt đúng không anh em. Rồi HNG tiếp tục nắm giữ, anh em tiếp tục tham gia mà chờ đợi những cái nhịp điều chỉnh về 8.1 đến 8.15 thì anh em tham gia lại. Có thể là khả năng là thị trường nó điều chỉnh thì nó sẽ là tạo ra cái rung lắc đấy. HNG thì thôi nhé, HNG thì HNG khả năng phải về 23 đấy. HNG phải về 23 đấy. Ok, xin chào toàn thể quý vị đang xem livestream nhá. Anh chị đang xem thì chưa like thì like cho Quyền một like. Cũng như anh chị em mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh. Và đặc biệt thì Quyền có gửi những cái đường link để tham gia vào những cái Zoom ở phía dưới thì anh chị em có thể là join vào những đường link bên dưới anh em nhé. Đó, rồi những cái Zoom cộng đồng này, Zoom tín hiệu VIP này có cái đường link để anh em đăng ký đó, thì anh em có thể đăng ký bên dưới nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi HNG thì nói chung HNG vẫn còn sống sót được từ phiên ngày hôm nay, đâu đó là đang quanh cái vùng giá 25.7, nó vẫn cái vùng hỗ trợ cho đối với HNG. Tuy nhiên thì HNG thì có một cái cặp nến đảo chiều tại đây rồi. Đó, tuy nhiên thì xem có sự phân kỳ của RSI hay không. Đó, đối với phân kỳ của RSI thì nó chưa có, vì trước đó cái phiên ngày hôm qua thì nó phá phân kỳ rồi. Tuy nhiên thì ở đây thì cái RSI của mình nó nằm trên cái vùng overbought, là vùng quá mua. Thì về cơ bản thì đâu đó nó nằm trên cái vùng quá mua thì nó có nghĩa là nó đang lúc nào nó trong cái tâm thế và khả năng bị bán rất là cao. Thì phiên ngày mai đối với HNG nó khả năng nó sẽ mất cái vùng giá 25.7 và đồng nghĩa việc rằng là RSI của mình sẽ cắt xuống cái đường 70. Thì lúc đó là cái vị thế anh em có thể hạ bớt tỷ trọng xuống. Có thể sẽ cover lại cái vùng giá 23.5 như Quyền vừa nói là khoảng sấp xỉ vùng 23-23.5. Đó, nếu anh em xác định chưa. Nói chung là ngành thép thì Quyền đánh giá rất là tích cực thôi. Vì sắp tới thì đâu đó là bất động sản nó hồi phục trở lại đúng không ạ? Thì cái nhu cầu mà thép đúng không ạ? Rất là tốt, cũng như là khởi công những cái dự án của đầu tư công nữa. Đó, vành đai 4 này, rồi chính phủ đang tích cực giải ngân đầu tư công thì các cái dự án của đầu tư công đúng không ạ? Đó. Để nhanh tiến độ thì cái nhu cầu sử dụng thép rất là cao. Đó, sử dụng thép rất là cao. Đó. Nếu mà đối với HNG thì anh em có thể quanh về đây này. Đúng không? Có thể là nếu nó điều chỉnh một có thể sẽ về cái vùng 24.8, hai điều chỉnh về đây. Thì nếu anh em mà về được cái vùng giá trung bình 23.5 thì rất là tốt, thì cơ hội sáng hơn. Đúng không ạ? Cắt mua được cái vùng giá rẻ và cắt lỗ trong cái biên độ rất là hẹp. Rất là hẹp. Nếu anh em đây là cái vùng, không biết anh chị em trước đúng không ạ? Chúng ta có cái dịp mà trao đổi với nhau ở cái ngày 25 tháng 5 là bắt vùng giá 21.2. Cơ hội cái phần thưởng của anh em rất là lớn đoạn này. Không biết là anh em có xem cái buổi này nghe cái chim đấy không? Thì đây là gói kèo này đâu đó lợi 26%. Tuyệt vời không anh em? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, HNG thì anh em có hàng thì chú ý phiên ngày mai mất cái vùng 25.7, anh em hạ mất tỷ trọng và đâu đó mất cái vùng giá khoảng 24.5. 24.5 thì anh em canh thoát nốt và cover lại vùng là 23.5 nếu có kịch bản như vậy, đúng không ạ? Mua mới thì chưa nhá, một phiên chỉnh như này nó đã tạo ra cái biên độ bao nhiêu, nó tăng khoảng tầm 25%, 26% thì nó phải chỉnh khoảng tầm đâu đó khoảng tầm sấp xỉ 10% thì anh em nó tham gia. Khoảng 8-10%, xem chỉnh được đâu. Đó, 8-10%. Đó, anh em cũng tham gia với cái biên độ chỉnh như này thì anh em đừng vội vàng nhảy vào cuộc chơi gì cả nhé, bình tĩnh thôi. Còn thép là đánh giá là mình đánh giá trong tương lai, trong thời gian tới là tích cực đấy, bất động sản hồi phục này, tích cực đang giải ngân đầu tư công này, và thép mà bán chạy nữa đúng không ạ? Thép mà chạy nữa thì nó sẽ kéo theo rất là nhiều như nguyên vật liệu xây dựng này, rồi là kéo theo những cái than được, vì người ta cần phải rất là nhiều cái nguồn than để đốt lò nung phôi thép ấy, phôi sắt thép ấy, đúng không ạ? Đó, kéo theo rất là nhiều thứ, thì anh em có thể chúng ta sẽ theo một cái dây chuyền đó, thép phát triển thì đúng không ạ? Thép phát triển thì chúng ta có thể là chú trọng đến ngành than,
đó, hoặc là chủ yếu chạm đến những cái nguyên vật liệu xi măng cát thép đấy đó, đúng không? Nó sẽ là cái rất là cao đó, đúng HPG anh em nhé. Rồi HPG đây này, thật ra thì HPG mà có những cái sự mà zoom ở trong trung hạn của quyền cũng như zoom khách hàng của ấy. Đây này anh em này, có những cái zoom trung hạn thì đây là HPG này, mua từ những cái nhịp mà tháng 11 năm ngoái này, cho những biên lợi nhuận là 86,9%, phần thưởng của anh em lớn không? Đây là zoom chung và dài hạn nhé, phần thưởng của anh em lớn không? Đúng không? Quá lớn đúng không ạ? Okay, anh em nhé, thì anh em mà có nhu cầu để tham gia vào những cái zoom tín hiệu VIP như này thì đâu đó zoom rồi zoom của quyền nữa đó, thì anh em có thể tham gia, có thể liên hệ trực tiếp với quyền đó, trực tiếp với quyền, hoặc anh chị em mà đang giao dịch công ty chứng khoán VS thì bằng cách là chuyển về ID của quyền là I665 thì quyền sẽ đưa anh em tham gia vào zoom này luôn đó, zoom tín hiệu rất là tốt anh em, chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội đó. Đây lãi lỗ có mã lệnh mã lãi mã lỗ đều sâu hết cho anh em, chẳng có gì phải giấu cả, đúng không? Điểm mua điểm bán cắt lỗ đây, không gì phải giấu cả anh em nhá. Đó, các buổi trên Neverchim đều chia sẻ anh em hết, chẳng có gì phải giấu cả đó, không có gì phải giấu cả anh em nhá. Thực sự nó là thực sự thôi đó. Nhiều khi mà mình sâu bừa như này đúng không, không phải cái khách hàng của quyền mắng chết đấy, đúng không anh em? Rồi, em cảm ơn anh em về với team của quyền nhá, cảm ơn anh em rất là nhiều. Em nhớ like cho quyền nhá, đặc biệt anh em nhớ đăng ký kênh nhá. Rồi tiếp theo cổ phiếu SHS đóng cửa là 13 âm 0,5 điểm, tương đương với âm 3,7%, giá khối lượng là 33.172,700 cổ phiếu được khớp lại trong phiên ngày hôm nay. SHS, nói chung SHS thì cái dòng chứng khoán này thì khó chơi lắm, cái dòng chứng khoán anh em ạ. Mình sáng mình cũng có nói với chị một chị khách hàng rồi. Đó, đây này, cái xin phép và quyền sẽ che này đi tí vì cá nhân riêng mình chat với chị mà chat với chị thì khách hàng của quyền ấy. Đâu rồi đây đó rồi. Anh em nhớ like cho quyền hôm nay nhé, cảm ơn em rất là nhiều. Chết lỗi bí mật. Bí mật đã được bật mí. Xin phép che lại tí. Ai đúng không? Đây này, buổi sáng nay này, buổi sáng lúc tí đại chị nói là tí người mạng xem chat qua BCG hồi giá Lào bán đó, cái này mình xin phép nó hơi nhạy cảm tí, lượn cho nhanh chuyển sang Novaland hoặc SS đúng không ạ? Thì BCG đang điều chỉnh giảm mạnh, nếu mất 9.2 là phải cắt chị ạ, là có hỗ trợ 8.5 đó, SS cũng không đánh được chị nhé. Nhóm chứng khoán sắp đi viện rồi chị. Đó, hôm nay VN-Index không có nhóm ngân hàng đỡ là xong đó chị. Đó, đúng không ạ? Sáng nay mình lúc 8 giờ, hơn 8 giờ đó. Hơn 8 giờ thì mình chat với chị của mình đó, đúng không ạ? Chị của mình. Chị khách hàng của mình đó. Đây anh em nhá, thì lúc 8 giờ này. Nhóm chứng khoán sắp đi viện rồi chị. Hôm nay VN-Index không có nhóm ngân hàng đỡ là xong đó chị. Đó, buổi sáng mình đã cảnh báo chị rồi. Cảnh báo chị rồi anh chị nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Đúng không ạ? Thế đây là cái nhóm này chứng khoán đây này, đó, đi viện là đúng thôi. Đó, đúng rồi. Đó, đây là nhóm ngành dịch vụ tài chính và chứng khoán này, anh em này, quyền đã phân tích từ những giai đoạn trước rồi, trong trung tuần nó gặp cản như này, điều chỉnh về những vùng bên dưới 46.5 của nhóm ngành chứng khoán nó là quá là cao. Rồi trong dài hạn đúng không ạ? Trong dài hạn gặp cản như này nữa. Khó để đi được tiếp. Khó để đi được tiếp, nó cần phải pha chỉnh như này. Pha chỉnh phân kỳ này, cho phiên đạp ngày hôm nay thôi, coi như là ở khu vực này anh em coi như là mất hết lợi nhuận này, rồi thậm chí còn âm ấy chứ, anh em lơ lửng ở đây anh em đang âm luôn ạ. Mai mất nè, mai hôm nay mất kỳ run đây này, kỳ run đúng ạ, kỳ run của mình là
50.7 mà đóng cửa 50.4 là mất Kijun rồi, chờ phiên ngày mai xác nhận nữa là tèo về 46.5 thế thôi, 46.5 đấy ES này đó. ES mình đã phân tích cho anh em từ trước và cảnh báo cho anh em từ giai đoạn trước rồi đó, đi viện rất là cao. Từ giai đoạn này nó có những dấu hiệu phân kỳ rồi, từ giai đoạn này anh em nhảy vào cuộc chơi thì rất là rủi ro đó thôi. ES thì mất cái hỗ trợ này rồi, dường như là mất cái kênh giá rồi đấy, mất kênh giá tăng rồi đấy. Đây một kênh giá này, chưa mất kênh giá. Cũng nói chung là cũng mất những cái vùng này là xác nhận rồi, 13.5 đối với SS ngày hôm nay là mất 13.5 là coi như xong đấy, là coi như xong rồi đấy, khó lấy lại được cái vị thế, khả năng nó còn sẽ tiếp tục chỉnh tiếp đấy. Tiếp tục chỉnh tiếp đối với SS thì SS anh em ngày mai mà tiếp tục giảm thì theo cá nhân quyền thì cái tiếp tục là nếu đang lỗ nhẹ thì cắt lỗ thôi, hoặc hồi lại ấy. Hồi lại thì mục tiêu của mình là hồi để bán anh em ạ, hồi là bán để hòa vốn lại, chúng ta lấy giữ lại tiền mặt, giữ lại tiền để chờ những cái cơ hội mới phục thù sau đó. Anh em đừng canh cú đoạn này vội gì cả, chờ cơ hội, nếu nó hồi phục được thì anh em cũng canh thoát hàng giữ tiền, chờ vị thế mua mới thuận lợi hơn. Còn đối với anh em mà mua những vùng vừa áo này thì đâu đó ngày mai thì thật ra thì phiên ngày nay anh em phải hạ rồi, mất 13.5 anh em phải hạ rồi, và phiên ngày mai mất những cái kênh giá này nữa thì anh em canh thoát nốt được đúng không, chờ những vùng giá mua mới thuận lợi hơn đó. Khả năng nếu mất cái vùng giá này, khả năng nó về vùng giá 11.7 đối với em nhé. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều, anh em nhớ like cho Quyền like nhé, nhớ đăng ký kênh chị nhé. Vendi đó, nắm ngành chứng khoán này, Vendi này, ES này, hôm nay những cái mã cổ phiếu này đó, Vendi đóng cửa 18.8 âm 0.75 điểm, âm 0.75 điểm tương đương với 3.8%, giá khối lượng là 21.100 cổ phiếu. Vendi ôi, nhóm ngành chứng khoán làm sao mà lên được anh em, khó lắm đúng không ạ. Vendi đây cũng mất Kijun rồi đó, mất Kijun rồi, khó đi lắm đúng không ạ, khó đi lắm. Rồi thì nếu mất Kijun này rồi mai giảm tiếp thì khả năng nó xác nhận cho cái mất Kijun này, phiên mai mà giảm tiếp thì mất xác nhận cho cái Kijun này, thì với những vị thế anh em mua không thuận lợi này, một là canh hồi, nếu hồi được anh em để thoát hàng, cái cơ hội để anh em thoát hàng nhá, cơ hội để anh em thoát hàng đó. Còn đối với những vị thế mà anh em mua thuận lợi thì có thể là phiên ngày mai anh em có thể hạn thì chạm xuống cover lại những vùng bên dưới 13.7 16.7. Còn đối với vị thế anh em mua khu vực này không thuận lợi này, anh em phải hồ một là hồi anh em canh bán đúng không, hai mai giảm tiếp anh em phải bán, chấp nhận cắt lỗ biên cắt lỗ nhỏ phục thù dưới bên này sau đó, phục thù sau đoạn này đó đây này, mình sợ con về trung hạn ấy, trong trung hạn nó mất cân bằng rất là cao 17.4 này, sau đó mới tiếp tục đi lên này, tiếp tục đi lên đối với Vendi này đúng không ạ. Đó, đi nhá. Anh em đừng mua vội, mới có một những cái phiên giảm như này, bình tĩnh thôi. Những cái biên độ tăng nó tăng 36% như này thì nó phải chỉnh khoảng tầm 10 đến 15%. Khả năng phải chỉnh về tầm này. Đó, khoảng đúng không? Về khoảng tầm 10 đến 15%. Cực kỳ là cao. Anh em, nếu cái mã cổ phiếu nó tăng khoảng tầm 20% thôi thì khả năng nó sẽ chỉnh đến 8%, sắp xỉ đúng không ạ, anh em có thể tham gia. Thật ra nó theo cái tọa độ của Fibonacci đấy, tọa độ của Fibonacci đấy. Đó, về đi nhá. Đó, tiếp theo là đất xanh, là đóng cửa 14.9 đúng không ạ, 14.9 âm 65 điểm, tương đương với âm 4.2%. Các anh chị, trước đó Quyền đã cảnh báo anh chị rất là nhiều cái giá này nào rồi. Đất xanh ngày hôm nay thì cũng coi như là mất Kijun rồi, hôm nay mất nhiều Kijun quá. Khả năng đất xanh thì nếu có chỉnh thì đâu đó vùng 14.2, vị trí là còn 0.7 line nữa. 0.7 line nữa. Thì thật ra thì phiên ngày mai mà tiếp tục giảm xác nhận của phiên này và đánh phiên này thì anh em đóng cửa nhé. Thì anh em hạ bớt tỷ trọng 1/2 xuống, mất cái vùng 14.2 thì anh em canh thoát nốt. Canh thoát nốt. Khả năng sẽ chỉnh về vùng giá 12.8. 12.8 cao, khả năng chỉnh về vùng giá này cao. Nếu mất cái vùng giá mai nhé, mất cái đáy này, đóng cửa mất cái đáy này thì anh em hạ 1/2 xuống, mất cái vùng giá 14.2 này, anh em canh toán nốt cover lại vùng bên dưới 12.9 đến 13 đối với đất xanh. Mua mới chưa mua được đâu,
Anh em đừng có nghĩ là anh em mua được cái vùng giá này, đừng có nghĩ là để mua để nó kỳ vọng cao, không không có đâu. Với những cái đồ thị như này nó không có đâu. Trong trung hạn này không có đốt đất xanh đâu. Anh em nhé. Rồi, tiếp theo đến với HLG. HLG ngày hôm nay đơn phương độc mã có gì nữa? Đúng không? HLG ngày hôm nay đơn phương độc mã này. Cả thị trường có 3 mã tăng thì trong đó có ông HLG. Đâu rồi? Đấy, cả thị trường đó. Nói chung là suy xét cho cùng thì 3 mã tăng thì cái cổ phiếu CSV này thì cái thanh khoản có 29.700 cổ phiếu, rồi là HCD đúng không? HCD ở đâu? D quên, đây cái này. DTL đúng không ạ? Có 800 cổ phiếu thôi, nhưng mà chủ yếu là cái này này, HNG là cái đơn phương độc mã này, dư mua trần là 3 triệu cổ này, đó, 3 triệu cổ này. HNG này, đúng không ạ? Thì HNG đây, đó, HNG đây. HNG đẹp chưa anh em? Vượt đây, hôm qua quyền đã khuyến nghị anh em mua, tại sao mua vùng giá này? Tại sao nó là cái bí mật ở trong hệ thống Ichimoku thôi. Đúng không ạ? Tại sao nó mua khu vực này? Nó là cái bí mật anh em không thể tiết lộ được, đúng không ạ? Cái ngày hôm nay anh em thấy không, cho cái biên độ tăng rất là mạnh, tăng rất là mạnh. Rồi HNG thì khả năng là nó vượt qua vùng giá này rồi thì cả mai mai nó tiếp tục vẫn còn dư địa tăng đấy, khả năng mai nó vẫn còn dư địa tăng đấy. Sau đó nó một là khả năng sẽ chỉnh, thì nếu có chỉnh thì khả năng chỉnh lại vùng giá này, thì lại vùng giá 4.1 ấy, 4.1 thì anh em có thể quan sát, anh em giải ngân đó, giải ngân sau đó tiếp tục đi lên rất là cao đối với HNG, đặc biệt là khả năng sẽ hướng về cái trung hạn 5.5, 5.5 đây là cái vùng giá quyền đã tư vấn này, khả năng được 42%, 5.5 rất là cao đó. Đây là hôm qua quyền đúng không ạ, quyền có khuyến nghị anh em đối với cổ phiếu HNG canh 390 đúng không ạ, lúc mà lúc nó đang giao dịch đấy, anh em xem lại cái video của ngày hôm qua, buổi sáng ngày hôm qua ấy, tư vấn trực tiếp luôn. Và đặc biệt là quyền cũng có khuyến nghị trong trong zone khách hàng của quyền luôn, không có gì phải lăn tăn cả. Chia sẻ cho anh em luôn nhỉ. Đó, đây. Lúc 9:35 ngày 28 tháng 6 mua HNG giá 3.9, chốt lời 5.4, cắt lỗ 3.75. 3.75. Anh em thấy không? Mua đúng thời điểm này, đúng không? Quan trọng chúng ta mua đúng thời điểm. Ngày hôm qua nhé. Ở phiên ngày hôm nay này, đó, đó Vinamilk này, Vinamilk trước đó mua ngày 12 tháng 6 này. Đây là quyền đã cảnh báo anh em từ giai đoạn này rồi. Vinamilk này mua từ cái ngày 12 tháng 6 này, giá 65.8 đến 66.2, cắt lỗ 64, chốt lời 72. Thì Vinamilk ngày hôm nay đạt được target rời chốt lời lên 75. Đó, chưa thèm bán đúng không ạ? Vì thế mà thuận lợi bán làm gì? Bán làm gì? Đó, thì lúc bắt đầu là 9:58 này. À, mình đã có cảnh báo với anh em là thị trường sau 4 phiên tăng, thị trường sau 4 phiên tăng yếu, dòng tiền đã yếu và cung đang dần chiếm ưu thế. Có nghĩa là cái nguồn cung nó đang tiết ra chốt lời đấy, âm thầm thì không biết này. À, anh chị là tiếp tục hạ tỷ trọng, tránh rủi ro trong ngắn hạn. Đúng không? Phiên sau xác nhận thì tiếp tục. Có nghĩa tiếp tục hạ dần đấy, tiếp tục hạ đấy, đúng không? Có nghĩa là mình thiếu này, tiếp tục hạ dần, mình viết thiếu chữ hạ này. Đó, phiên sau xác nhận thì tiếp tục hạ dần, đúng không ạ? Kịch bản tạo lập kéo nhịp này rất giống với vùng đỉnh 1.500. Tại 9:58 quyền đã cảnh báo anh chị rồi. Cảnh báo anh chị rồi, hạ bớt thị trọng rồi. Đó. Thấy HNG đây, mua giá 3.9, lúc 9:35 ngày hôm qua là quyền vẫn live stream, đúng không ạ? Em chim trực tiếp luôn đối với anh chị em luôn. Đó. Anh chị em nhé, anh chị em mà có chưa có những sự hỗ trợ và tư vấn tốt cũng như là những cái vị thế mua bán của anh em chưa thuận lợi, rồi là cái kịch bản mà anh em không có được những cái sự mà gồng lãi tối đa đúng không ạ, và chốt lời lon, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Quyền đó, Quyền sẽ hỗ trợ cho anh em. Hoặc anh chị em có thể đang giao dịch công ty chứng khoán VS mà chưa có những sự hỗ trợ và tư vấn tốt thì anh em có thể bằng cách là chuyển về ID của Quyền, là cái nhánh bên dưới đó đó, để Quyền sẽ đưa anh em tham gia vào những cái zoom VIP nhé. Đó, có cái zoom Zalo rồi zoom Telegram, có hết zoom của team, anh em vào zoom nào Quyền sẽ đưa vào hết, đúng không ạ? Để anh em kịp thời. Ví dụ như Vinamilk ngày hôm nay đúng không ạ?
Vinamilk ngày mai nó vẫn đang tốt như này. Ngành sữa đúng không? Quyền đã nói với anh em rồi, Vinamilk ngành sữa nó là cái mà nhu cầu thiết yếu rất là tốt, đặc biệt là cái mùa hè thì cái nguồn sữa là cái tỷ lệ mà nó gia tăng cái lợi nhuận rất là cao, vì mùa hè các cháu này nói chung là thanh thiếu niên này, đúng không? Các cụ già này đúng không ạ, về cái nguồn sữa người ta uống rất là nhiều, bản thân mình cũng vậy thôi, mùa đợi hè này đúng không ạ, chúng ta uống nước rất là nhiều. Thế nên là cái mùa hè là cái mà cái cơ hội để anh em tìm kiếm những cái về đâu đó như là thực phẩm, bia và đồ uống, đó là những cái mà anh em có thể quan sát giải ngân. Thì Vinamilk nó về là những cái vùng giá nó đẹp như vậy, 65.8 đúng không ạ, nó là cái vùng giá anh em mua rất là thuận lợi, quá thuận lợi luôn. Thì trước đó Quyền cũng đã chia sẻ với anh em Vinamilk này, quay lại Vinamilk chút đúng không ạ, đây này vùng 9/6 Quyền đã chia sẻ anh em này đó đúng không ạ, Vinamilk mua giá 65.5 đến 65.8 này, chốt lời 72 các lỗ 64. Thì phiên ngày hôm nay nó vượt qua vùng 72 rồi, 72 rồi phải giữ thôi, phải giữ tiếp anh em đó, phải giữ thôi nhá, phải giữ thôi, nó đang ngon như này cơ mà, cầu vào tốt như này, dòng tiền vào tốt như này cơ mà, dòng tiền vào tốt như này, chuyển thôi, con này phải gồng thôi anh em, gồng thôi, gồng gồng thôi, chúng ta bắt được đúng đúng đáy rồi, bắt được đúng đáy rồi, phần thưởng anh em rất lớn luôn ạ, phải gồng thôi anh em, phải gồng thôi. Các anh em nhé, anh em đang xem livestream thì like cho Quyền một like nhé, cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây này, thì đây là cái zoom danh mục của Quyền vẫn nắm giữ trong cái phiên ngày hôm nay này, HG mua ngày hôm qua này, Vinamilk này đó, rồi Đạt Phú Mỹ này đó. Cũng cách nhịp trước là cũng chốt lời rất là nhiều rồi đấy, đó, chốt lời rất là nhiều như Đạt Phú Mỹ này, lời lúc mà mình chụp là đang lời 10,69% này, Vinamilk đúng không ạ, lúc 71.9 này là lời 8,77%. Vinamilk là cái vốn lớn đúng không ạ, mà là Vinamilk trong cái biên độ của nó đi rồi sắp xỉ 10% là ngon rồi. HLG phát này mua ngày hôm qua này, hàng về phát này được 6,67% đúng không ạ, mua xong trần luôn anh em, quá tuyệt vời đúng không ạ, quá tuyệt vời. Ok anh em, nếu anh em có nhu cầu để tham gia những cái zoom VIP chất lượng như này thì liên hệ trực tiếp với Quyền nhé anh em nhé, anh em rất là nhiều. Em nhớ like cho Quyền một like, thả cho Quyền những quả tim nhé. Đặc biệt là anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nhé. Ok, Quyền cũng có thả những cái đường link bên dưới anh em tham gia vào nhé. Đường link tham gia vào zoom mở này. Đó, tham gia vào zoom mở rồi những cái zoom tín hiệu VIP của Quyền. Rồi HNG nhé, HNG thì Quyền đã chia sẻ với anh em mua điểm mua ngày hôm qua rồi. Gồng thôi anh em. S2 nhóm ngành chứng khoán này. S2 thì đóng cửa là 25.45, âm 11,10%. Đâu đó là tương đương với 1,10 điểm, quên em, ở đâu đó AI giảm mất một hơn một giá này, kinh không, là âm 4,41%. Nói anh em thấy ông nó đạt cho một phiên thôi là xong luôn đấy, nó đạt cho một phiên thôi là toàn bộ khu vực này là anh em mất hết lợi nhuận rồi, nó phân kỳ như thế này cơ mà, trước đó đoạn này nó phá phân kỳ này nhưng mà cuối cùng nó kéo lên phát, kéo lên phát đoạn này nó tiếp tục tạo phân kỳ, đoạn này nó phá phân kỳ này. Đoạn này mình đã cảnh báo anh em rồi đúng không ạ, nhưng mà nó phá được con kỳ, nhưng mà nó phá lên, thật ra thì nó phá đoạn này, nó phá đoạn này nhưng mà cái biên của nó tăng không mạnh, nó lại tiếp tục tạo ra phân kỳ đó, phân kỳ thì phiên ngày hôm nay đúng không ạ, là phiên mà có phân kỳ mà giảm mất cái vùng trên cao này em phải hạ rồi, phiên ngày mai tiếp tục giảm mất cái zone này em phải canh, tiếp tục canh thoát hàng cover lại cái vùng bên dưới này. Thật ra nhóm ngành chứng khoán là nhóm trong tương lai ấy, là nếu mà cái hệ thống mà KRX ấy, mà đưa vào vận hành thì khả năng rất là ngon, nó mình chưa biết là có những nhiều những sản phẩm mà tốt gì không, nhưng mà nó khả năng là cả cái lợi thế rất là tốt cho cái nhóm ngành chứng khoán. Tuy nhiên thì đâu đó đã phản ánh một cái thời gian trước đó rồi đúng không ạ, anh em trước đó chúng ta nghe thấy cái sự mà từ cái tháng 4 anh em đang nghe cái sự mà ra giả và là cái hệ thống cái đấy sẽ sắp sửa đưa vào vận hành đúng không ạ, thì nhóm ngành chứng khoán nó cho những biên độ bật tăng rất là mạnh thì chính vì vậy thì áp lực chốt lời nó là có thôi, 33% cái tỷ lệ chốt lời rất là có. Thì đối với S2 thì anh em mà quan sát phiên ngày mai mà mất cái vùng 25.1 thì anh em hạ bớt tỷ trọng xuống, cũng như là với những vị thế mà anh em không thuận lợi thì có thể anh em cắt lỗ, còn đối với mà anh em thuận lợi một khu vực này thì anh em hạ bớt tỷ trọng xuống, chúng ta cover lại cái vùng dưới 23.4 S2 nhá. Đó, thật ra S2 cũng gặp cản trung tuần rất là khó để đi lên đấy, và đang sẽ điều chỉnh về lại cái vùng giá 23.4 rất dễ điều chỉnh trong trung tuần đấy, khách sạn trung tuần nó điều chỉnh ở đây bật tăng
muốn đi tiếp nó phải cần chỉnh hoặc là tích lũy, mới đi muốn đi xa đúng không, muốn đi xa thì phải cần chỉnh hoặc tích lũy để tiến về những vùng trên khoảng 31 này đó. 31 tuy nhiên nó phần nó còn phải vượt qua vùng cản này nữa, cản này nữa anh ạ, cản dài hạn còn tầm 27 đối với Nga. Rồi tiếp theo là đến với cổ phiếu VBank thuộc nhóm ngành ngân hàng. Ngân hàng ngày hôm nay không đỡ nữa là xong rồi đâu nữa. VBank thì thật ra thì trước nó mấy cái 1, 2, 3, 4 phía trước nó gặp cản nó không lên nổi đó. Tuy nhiên thì nó điều chỉnh may còn vẫn còn hỗ trợ, vẫn nằm trên được cái vùng hỗ trợ là vùng giá 19.8, hỗ trợ 19.8, phía ngày mai mất 19.8 thì anh em phải hạ bớt thôi, là mất thì chậm xuống thôi đó. Đặc biệt là phá mất cái vùng đáy này, mất cái run, mất cái giao găm này anh em phải canh thoát nốt này. Đối với VBank mất cái vùng giao găm đâu đó là 19 này anh em phải canh thoát hàng, chấp nhận cắt lỗ thôi. Lúc đó là nó chuyển sang một cái xu hướng giảm điểm, đúng không? Xu hướng giảm điểm, chuyển sang chui mây, chuyển sang xu hướng giảm điểm, không còn hỗ trợ nữa trong ngắn hạn. Khả năng nó sẽ điều chỉnh về những vùng giá đâu đó liên quanh bên dưới này rất là cao, có thể test lại cái vùng giao găm của trong dài hạn của 6.5 đó. Mua mới em chưa mua được con này đâu nhé. Mai mất cái dù em hạ xuống này, hạ xuống này và mất cái vùng giao găm này em canh nốt, vị chi vị thế là mình sẽ bán liên quanh vùng giá 19.4 này. Thôi đợi em anh em, đó. Tránh rủi ro trong ngắn hạn nên em phải hạ bớt xuống, bớt xuống đoạn này thì đó. Rồi, ok anh em nhé, thì anh em mà có nhu cầu để tham gia vào những cái zoom VIP như là của quyền cũng như là đây là cái zoom của quyền danh mục ngày hôm nay này cập nhật này đó, anh em có nhu cầu thì tham gia vào nhé. Đó, anh em có chưa có những sự hỗ trợ dự án tốt thì anh em phải tham gia vào nhé. Đây dung của quyền đây, không có gì phải giấu anh em cả. Đó, không có gì phải giấu cả. Đúng ạ. Vimeo đây, đúng ạ. Vimeo vẫn nắm giữ này anh em này. HLG mua ngày hôm qua đây, anh em nhé. Đây là VIP chứng khoán cơ sở này, báo quyền này. Đây dung của quyền. Đây là của quyền. Anh em có nhu cầu thì sẽ để tham gia vào dung này. Đó, anh em nhé. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Hy vọng là được đồng hành cùng anh em trong thời gian sắp tới. Đó, để quyền đem sẽ đem lại những lợi cho anh em. Nên anh em mà đang giao dịch công ty chứng khoán VBS ấy mà chưa có những sự hỗ trợ tư vấn tốt, chưa có những lợi nhuận trên thị trường chứng khoán này, đúng không ạ, cũng như chưa quản trị được cái rủi ro tốt thì có thể liên hệ trực tiếp với quyền hoặc là bằng cách chuyển ID về i665 cái nhánh nháy bên dưới màn hình anh em, nó nhánh nháy đấy, đúng không ạ, đó. Hoặc là anh em chưa có tài khoản VBS thì muốn ủng hộ quyền với tài khoản VBS nhé. Mặc định anh em giao dịch công ty nào cũng vậy thôi, chúng ta sẽ mất phí như nhau, nó chỉ hơn trên nhau một tí thôi. Đó, ngoài ra thì anh em có gắn được cái môi giới của ID, gắn ID của môi giới nữa thì anh em sẽ là được cái lợi nhuận lợi ích hơn. Anh em không gắn thì rất là thiệt thòi, đúng không ạ? Vì có gắn môi giới vào thì môi giới người ta sẽ hỗ trợ cho anh em điểm mua điểm bán rồi là quản trị cái danh mục cho anh em. Thế là quyền sẽ hỗ trợ một cho anh em trong suốt quá trình đầu tư. Anh em nhé. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Đó, rất vui được cùng đồng hành cùng anh em trong thời gian tới. Welcome anh em. Rồi, cảm ơn anh em nhé, anh em nhớ like cho Quyền nhé, cũng như là anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh. Và những cái đường link và Quyền gửi bên dưới thì anh chị em có thể join vào nhé. Đó, zoom phễu hoàn toàn free, hỗ trợ anh em. Rồi là zoom VIP, đúng không ạ, có cái đường link để anh em đăng ký tham gia vào. Anh em nhé, cảm ơn anh em rất nhiều, chúc anh em luôn luôn giao dịch thành công hiệu quả và đem lại những lợi nhuận cho mình trên thị trường chứng khoán này.